ở trong phần tiết 2 đúng không? Ở bài hôm trước mình học về hiệu ứng Tách rồi đúng không? Ở trong phần trước này, các bạn làm ở phía bên tay trái rồi đúng không? Nhiệm vụ của các bạn bây giờ ở phía bên tay phải này, thì ở bên trong này có một thư mục, một component tên là element này. Các bạn nghe kép vào thư mục element này, hay là component của element này. Bài hôm trước còn nhớ không ạ? Bài trước anh còn nhớ không? Bây giờ phải làm bây giờ phải làm lại đây nhá. Bây giờ nhá, anh import nước chung một cái file Photoshop ở phần tiết 2 này. Ai không nhớ thì nó nằm ở đây này, AE Basic này, tiết 2 này, import nhá. Vào phần bài tập này, project này, trong phần project có phần scene animation là file Photoshop này, mọi người nhớ file Photoshop không? Thì import thì ở chế độ import as với dạng là retain layer size, sau đó ấn nút import này, ở trong bảng này chọn composition retain layer size, ấn nút edit layer size, ấn nút ok, thì các bạn sẽ ra một cái bảng trông như sau, trông như thế này, được chưa? Ở trong này có một cái component tên là element, nhé kép vào element đấy. Nhầm bài rồi. New project. Import lại. Nhìn thấy không? Rồi, bài thứ hai. Project. Anh tạo new project đi. New project, new project. New file, new project. New project. Thế, đâu xem. Rồi, anh import đi. Đấy, nhấn kép vào. Không ạ, import, nhấn kép vào một cùng. Đấy, đúng không? Rồi, bạn tiếp 2. Tiếp 2. Project. Đấy, đúng không? Import luôn, chưa? Import S. Import S. Đấy, retail lên sao? Em reset lại ấy đi, reset lại cái giao diện của em đi. Còn reset lại. Xong rồi kéo xuống, có việc kéo xuống đấy. Kéo tất cả xuống. Không, 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 anh mở composition nha. Không, đóng lại. Anh đi trên trên đấy. Đấy, nhìn nhìn nhìn. Nhìn kép rồi. Em lên mình đấy, nhìn kép không? Đâu còn mấy cục kia đâu. Element luôn. Nhé kép không? Screen animation. Nhé kép không? Đấy, element. Cái nó hiện ra cái hình trắng này là cái hình trắng, cái hình trắng, cái hình đen. Đây là cái này. Nếu mà mọi người này mà nhìn thấy cục của mọi người trông như thế này, được chưa? Thì nó có một cái nút nhỏ nhỏ ở đây này, mọi người tích vào đó, ở chỗ phần active camera ấy, nó có một cái hình này, nó gọi là tong transparency grid, thì bấm này, bản chất của cái đoạn này là vùng trong đó mình nhìn xuyên qua được, được chưa? Bây giờ làm như sau này, đây làm như sau, nghe hiệu lệnh này. Cái chai này từ trên trời rơi xuống này, viên kim cương này từ dưới đất nảy lên này, lọ này rung lên này rơi ra này. À cái ly này rung lên rồi rơi bên trái này, được chưa? Cái lông này bay ở bên trái không bên phải, sau đó hiện ra cái loa. Ngoài ra này, ngoài ra này, đấy là một việc ngoài ra này. Ở bên ngoài này có hai cái loa ở bên trái và bên phải này. Nhớ này, hai cái loa này nó lại là một này. Làm cách nào để nhân đôi, làm cái nào để điều khiển cái loa bên trái và điều khiển cái loa bên phải? Làm điện nhân đôi xóa một bên, làm sao nó xóa được trong hoàn toàn, có được xóa không?
Không đúng, không đúng. Trong này có crop không? Không có crop. Đổi tâm. Không có đổi tâm. Vừa học xong trời ơi. Học vừa cách đấy chưa đầy 15 phút không? À mặt nạ. Mặt nạ còn gì nữa? Bài trước mình học rồi đúng không? Nếu mà mình muốn nhân đôi, tách đôi một đối tượng ra mình phải mặt nạ cái mông bên trái, mặt nạ cái mông bên phải ra đúng không? Nhân đôi lên invert nó lại ra mình điều khiển được hai cái thằng. Vượt. Đấy, các bạn phải ra ngoài, screen animation này. Trong một cái layer đây là speaker này. Được chưa? Vậy thì cái speaker đây là nhạc sàn đúng không? Mình phải cho nó giật vào diện. Thay đổi diện, thay đổi diện. Thay đổi scale đúng không? Nhưng mà scale đây là thay đổi một cái tỷ lệ rất nhỏ thôi. Ở phần 100% thôi nhé. Tiếp theo này, quay trở lại với cái này đúng không? Cái chai từ trên trời rơi xuống thì là thay đổi diện. Position đúng không? Viên kim cương nảy lên thì dùng thay đổi diện. Cùng position đúng không? À, cái lọ à cái ly lăn ra ngã nào đúng không? Và gãy đôi đúng không? Gãy đôi đấy là nâng cao, gãy đôi là cái nào? Gãy đôi là cái nào? Gãy đôi là cái nào? Mô tả bằng miệng này có vẻ các bạn mỗi ngày tưởng tượng có vẻ yếu ấy. Đơn anh tí, mình chọn anh tí của anh làm rồi. Lớp 161, 162 làm hay hơn rồi. Đây ạ. Làm thế nào để làm nó gãy này ạ? Chỉ nó nặng thôi. Nhá. Mọi người cứ nhớ này, một vật thể này, nhưng tự nhiên nó tách đôi người nó ra thì làm bằng cái gì ạ? Mặt nạ. Cứ một vật thể này, tách đôi người nó ra là mặt nạ này. Vật thể tách đôi người nó ra là mặt nạ. Được chưa? Đấy, mặt đất mọi người ạ. Sao anh? À, nước tắm nó nằm ở bên layer bên ngoài. Nước nó cũng giống như cái layer, nó nằm ở cái layer bên ngoài. Nó có chữ một cái layer đây là splash. Em cứ tắt đi. Đây mọi người nhìn này, nước bắn này thì làm như nào? Nó thay đổi diện. Scale đúng không? Tâm quay của nó nằm đâu ạ? Nằm ở đây đây. Đây đúng không? Đấy, mọi người nhớ là đấy là được. Cái đi đổi. À cái đi đổi thì sao? Tâm quay nó nằm đâu ạ? Chân đúng không? Mọi người làm đi. Vui chưa? Bạn này vui hơn đúng không? Đằng kia nó hơi nhàng nhàng không? Này nó hơi vui. Anh mở cái clip hoàn chỉnh cho các bạn đi xem. Dương được. Được, bạn làm thế này. Mỗi người có cái tư duy nữa. Không nên ăn nặng. À, cái bài này này mọi người không quá cầu kỳ. Đấy là yêu cầu chung. Mọi người có thể tùy vào cái sự sáng tạo của mọi người này mà linh hoạt thay đổi, chung vẫn ok, không vấn đề gì tưởng kéo người lên chứ. Ok, này để khi nào bây giờ tôi kéo
thiên là phải kéo thế này ra đây, ví dụ kéo ra đây, xong rồi kia. Cái điểm kì. Nó sẽ xuất hiện. Kì. Ở đây mình có ba cái lông đúng không ạ? Mọi người thấy có cái lông không ạ? Ba cái lông đấy, nếu mà mình muốn điều khiển từng cái lông riêng biệt thì mình còn cái nào? Để cho nó trở về mát. Lại mát thôi nhé. Mát từng vùng cái lông một. Cái lông đấy nhân ba lên sau đó mát từng mặt nạ cái lông một thì điều khiển cho nó dễ nhé. Nhưng mà cái đoạn này ở đây em đang để ở đầu nó là từ dưới đất trôi lên, em từ dưới đất trôi lên, từ dưới đất trôi lên. À nhưng mà em muốn thế đúng không? Đấy, em muốn thế đấy. Thế thì cái khi mà viên kim khi mà cái chai đến đây ấy, thì viên kim cương nó lại ở đây rồi, giống như mình camera clear xuống dưới thì nó phải nó ở đây thì nó sẽ tốt hơn, tức là đúng không? Cái điểm nó nằm ở đây sớm hơn. Tại sao mà anh lại rất rất chậm nhé? Anh nhìn này, đây là mấy giây? 5 giây đúng không? Đây là bao nhiêu? 10 giây đúng không? Đây là 15 giây đúng không? Có nghĩa là cái khoảng cách từ đây này, đến đây này, thì anh phải đếm từ 1 đến 15. Nó xa đúng không? Vì thế nên cái khoảng cách ở đây anh nhìn có thể gần, nhưng thực ra nó lại rất xa này. Vì thế anh phải về đây này. Ấn N nhé, để nó co gọn này. Phải chụp vào đây này, chim bút. Đây là chưa? Vậy thì anh chỉ có 1 giây này. Khi mà anh muốn chuyển động rồi, được chưa? Thì nó nhanh đúng không? Nó dưới 1 giây này. Vì thế nên cái chuyển động từ bên trái này, chuyển động từ bên trái này sang bên phải anh chỉ để dưới 1 giây thôi. Anh thấy nó chuyển động mạnh hơn này. Được chưa? Và gần hơn nữa. Được chưa? Và gần hơn nữa này. Đấy, anh nhấn nó mạnh hơn đấy.
Đang làm cái quay này. Anh em Sơn, em bên như này và nó làm bấm tròi như này. Nó lại nhiều bên dưới đúng không? Đi đây, em tắt đi. Em tắt cái này rồi. Tắt ở dưới nữa, ba cái mà, quay ba cái. Đấy. Xóa hết đi. Theo trường nào mà rối quá thì cũng xóa hết đi. Lấy lại một cái duy nhất để mình làm thôi. Đây là bài của bạn đúng không? Mình sẽ làm cho bạn từ bài đầu thôi. Xem chúng làm không? Hay là mọi người vẫn hiểu vấn đề? Anh làm. Chúng làm nhé. Chúng ta làm rất nhanh thôi. Nên thực ra là cái bài này nó rất đơn giản này. Các bước làm như sau này. Đầu tiên này, mình lấy cái lọ đúng không? Mình lấy cái lọ này. Các bạn để ý này. Khi mà mình làm với từng đối tượng này, ở phía bên tay trái này, các bạn nhìn thấy ở đây có một ô khóa này và một ô là hình tròn này. Các bạn bấm vào ô hình tròn này thì các bạn sẽ chỉ tương tác với cái đối tượng đó thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu này. Ở thời điểm 1 giây ấy, nó sẽ rơi xuống này. Thì Trung thay đổi position đúng không? Key position lại này. Trung quay lại một tí này. Trung kéo nó lên trời này. Và lúc đó từ 0 giây giữa đúng không? 1 giây nó rơi xuống này. Khi nó rơi xuống này nó có lực đúng không? Nó phải nảy lên một tí đúng không? Mình học rồi đúng không? Sau đó lại xuống dưới này. Nó lại xuống vị trí cũ này. Được chưa? Và nó sẽ trông như thế này. Được chưa? Nó nảy lên một tí đúng không? Và mình ở cái khoảng nảy lên nó phải rất là nhanh thôi. Và gần với nhau hơn. Sau đó chạy thử này. Hơi bị giật đúng không? Bị giật là vì mình bị giật là vì là cái chuyển động của nó không có easy in easy out này. Ở nút F9 này. Được chưa? Đây điểm này cho ta giữ. Đấy. Thì là nó nảy lên một tí đúng không? Mọi người thấy nó nảy lên một tí đúng không? Khi mà nó nảy lên này, mọi người nhìn xuống là thấy đây là cái thời điểm nó chạm đất này. Đây là thời điểm chạm đất này. Đây là thời điểm chạm đất này. Thì mình sẽ chuyển sang cái phần diamond đúng không ạ? Mình sẽ lấy cái diamond này. Ở thời điểm chạm đất này thì các cái viên kim cương này nó đang nằm ở trên mặt đất đúng không ạ? Mình key lại này. Sau đó này, một mấy giây này. Mấy giây này thì mấy viên kim cương này nó nảy lên đúng không? Nhưng các bạn nhớ này, muốn nảy lên và nó lăn nó phải chuyển động theo đường cong nhé. Mình được học bài đường cong rồi đúng không? Thì mình nhảy lên này, sau đó đi xuống này theo đường cong này, cách xa ra một tí này, thấy chưa? Và cái kim cương ở bên phải này cũng tương tự như thế này, nhảy lên này, đi xuống này, đi xuống này. Nhưng mà khi mà cái viên này đi xuống này, khi mà cái viên này đi xuống nữa thì nó lại chạm đất và nó nhảy lên một tí nữa này. Thì các cái viên kim cương này các bạn còn nhớ cái viên kim cương này là chuyển động phụ, nó là secondary action. Thì lúc đó là mình xem tổng thể này, được chưa? Mọi người có thấy lực không ạ? Đấy, thấy chưa? Bây giờ tiếp theo này, mình chuyển đến cái ly này.
và tắt hai viên kim cương đi này, không được kiểm soát viên kim cương nữa này. Quay trở lại với cái thời điểm va chạm này, ở thời điểm va chạm này mình chọn cái ly này, rung rung đúng không? Position này, key cả position này, cả rotation lại này, thêm một tí này, mình rung này, rung trái này, lấy đà đúng không? Nhưng mà ở đây mình thấy vừa lấy mình sai đúng không? Mà vừa ấy bắt đầu mình bảo là cái điểm tâm quanh của nó phải nằm đâu ạ? Nó phải nằm ở bên dưới chân đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà các bạn nhìn này, Trung đang để thay điểm bên dưới chân này và position đó nó đã thay đổi này, thì nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị lung tung này. Đấy, mọi người thấy lung tung chưa? Vì thế nên đừng có thay đổi anchor point khi mà nó đã bắt đầu chuyển động nhé. Mới bắt đầu quay trở lại đây này. Ở thời điểm va chạm này, cái ly rung lắc lên này, rung này lên này, rung là thay đổi rotation đúng không ạ? Rung này bên trái này, bên phải này, đúng chưa? Nó đi xuống này, bên phải này. Sau đó này, nó đổ sang bên, sau đó nó đổ ra đúng không ạ? Nó đổ ra đây đúng không ạ? Nó đổ ra đây đúng không ạ? Nó đổ ra đây chạm vào cái thành đất đúng không? Chạm vào cái thành đất này, thì nó vẫy ra đúng không? Nó vẫy đúng không? Đây mình xem nhé, thấy chưa? Khoảng này nó chuyển động hơi nhanh quá, chuyển động chậm lại đi. Đấy, thì khi mà nó chạm vào đất này, ở thời điểm này là nó điểm chạm, nó chạm vào đất đấy, thì mình phải nhân đôi nó lên đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn nó vẫy đúng không? Ở đây này, gắn liên kết đây này, và một cái mặt nạ ở bên trên mình invert nó lại này, thấy chưa? Vậy thì ở đâu là cái đầu của nó? Đây là cái đầu đúng không? Đây là cái đầu đúng không? Ở đầu này, ở đoạn này chú ý này, có một cái tiểu xảo này. Khi mà nó tách đôi ra thì cái tâm quay nó bị thay đổi. Cái đối tượng này nó gãy đôi này, thì cái đối tượng này, cái tâm quay nó nằm đâu ạ? Nó lại phải là nằm ở mép này đúng không? Trong khi đó cái tâm quay này nó lại đang nằm đây, đúng chưa? Nên nếu mà bây giờ bạn thay đổi tâm quay nó bị lỗi, vậy thì xử lý bằng cách nào? Thì dùng đồng thời cả rotation và cả position thì sẽ giữ được cái tâm quay ở vị trí này, đúng chưa? Thì làm như sau, ở thời điểm này này, ở cả hai thằng nhá, mình cùng key position này, cùng key lại này, bây giờ cùng key cả rotation nữa. Đây là key rotation rồi. Ở thời điểm tiếp theo này, bây giờ cái này nó gãy này, nó gãy tức là nó, à đây là cái ấy đúng không? Thì nó khựng xuống đây đúng không? Còn cái ở phía trên đúng không? Thì nó sẽ rơi xuống đây này, và nó cũng rotation một tí đi đúng không? Nó rotation như này đi đúng không? Nó nằm ra mà, vừa position vừa rotation nhé. Nhớ là cái đoạn đó là cái đoạn trong trường hợp là mình không điều chỉnh, mình không cân được, mình không thay đổi được anchor point đấy. Đây là trông như thế nào này, thấy chưa? Mọi người thấy nó khịu xuống nhá, khịu xuống này. Đấy, thì cái khịu này nó phải thay đổi cùng lúc cả position và rotation thì nó mới không bị ảnh hưởng bởi anchor point. Đấy, nó crack ra đúng không? Ở cái đoạn này thì mình thêm nước chảy ra cũng được. Còn tiếp theo này, ở cái lông này mình để riêng cái lông thôi. Cái lông các bạn nhân 3 lần lên này, 1, 2, 3 này. Đầu tiên này, bao lấy một thằng này, được chưa? Tắt nó đi này. Bao lấy thằng thứ hai này, được chưa? Tắt nó đi này. Và cuối cùng thằng thứ ba là mình chỉ lấy cái phần lông này của nó thôi, không? Được chưa? Dễ chưa? Bây giờ mình có ba đối tượng khác nhau này, mình bay từ bên phải này sang bên trái này, bay từ bên phải này, đúng chưa? Bây giờ từng thằng bay một nhé, chứ không phải là nhiều thằng bay một nhá. Một này, ra đến đây này, bay ra đến đây này, xong rồi bay lên trên trời này, vừa bay vừa tốc rotation cũng được, nhưng mà thôi làm nhanh thì thôi, mình cũng không cần phải thay đổi position đúng không? Position nữa, đến đây ạ, xong nó bay xuống dưới ạ, và thằng ở giữa đúng không? Ở giữa cho lên trên cùng. Thay position đúng không? Position này. Bay vào giữa đấy. Sau đó bay ra ngoài. Nó bay lên trời. Bay lên trời luôn này. Nhưng mà nhớ là cái thằng này vừa đi vừa rotation thì nó sẽ đẹp hơn đúng không? Mình rotation lung tung luôn, không cần biết.
thì lúc mà khi mà mình tổng hợp này đấy, mọi người thấy nó bay nhỉ, thấy chưa? Còn cái loa thì đơn giản rồi đúng không ạ? Còn cái loa quay ra bên ngoài này, ở đây nó có một cái đoạn nước này, nước bắn lên là splat này, splat không? Thì để chuyển cái file splat, tức là cái file nước bắn lên này, từ bên ngoài này vào bên trong này, control x gì này, đi vào element này, control v này, thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái layer nước bắn này. Ở layer nước bắn này mình thay cái gì ạ? Thay về cái tâm quay đó, thay cái tâm quay về nhỏ đúng không? Và làm sao ạ? Bắn lên thì là gì ạ? Là scale đúng không? Nó bắn lên ở thời điểm nào ạ? Là thời điểm nước, à thời điểm nó đụng vào mặt sàn đúng không? Thì ở scale từ 0 này đập lên một cái này thì lên luôn này, bắn tung lên luôn này, bắn tung lên luôn này, được chưa? Sau đó này, bắn tung lên luôn nhưng mà sau đó từ từ nó to lên như kiểu slow motion ạ, như thế này này, thì nó sẽ đẹp hơn đúng không? Thời điểm như không chính xác, lùi lại một tí ấy. Được chưa? Và cuối cùng là của mọi người là cái gì ạ? Và cái loa nhé, là cái loa solid nó lại này. Thì mọi người thấy nó hai bên này đúng không? Vì thế nên mọi người phải làm như bài vừa nãy này, tách đôi nó ra này, sau đó nhân đôi lên này, invert nó lại, được chưa? Và nhớ thay đổi tâm quay này, nhớ thay đổi tâm quay. À, cái này là ở bên, cái này là ở đây. Bởi vì sao ạ? Mình thay đổi scale mà đúng không? Mình thay đổi scale này thì chỉ lấy ở tâm thôi. Thì các bạn sẽ làm như sau này, scale này to lên này, nhỏ đi này, sau đó lại to lên này, đúng không ạ? Thì cái việc nhỏ đi và to lên là một cái công việc liên tục đó. Thì để làm được liên tục như thế thì các bạn phải copy key. Copy key thì làm như sau này, bôi đen hai key này, hai cái key giống nhau này, di chuyển ra một đoạn này, control V này, giữ nguyên nhé, control V này. Và các bạn xem thành quả nhé, nhìn cái loa, các bạn thấy nó to ra thật ra chưa? Đấy, thì cái loa ở bên dưới cũng tương tự như thế nhé, nó nhỏ lại này. Đấy, sau đó copy lệch nhau một tí thì trông nó có vẻ là sinh động hơn luôn. Chạy này, được chưa? Sau đó kết hợp này, tắt hết tất cả mọi thứ đi nhá, bắt đầu làm toàn bộ cảnh này. Được chưa? Nó hơi nặng đúng không? Tại vì mình còn cả chủ động tách nữa mà. Bài tập này mọi người chắc là vẫn chưa làm xong đúng không? Về nhà làm, sau đó thì xuất ra phim, sau đó thì up lên group nói chung nhé. À, đây nhá, trong trường hợp mà mọi người làm key này, ví dụ như là mọi người làm ở rất là ngắn thời gian này, chú ý một tí, ở đây này, nó có cái lệnh nhỏ nhỏ bên dưới đây này. Ví dụ như là muốn phóng to lên nhé, khoảng cách này này, phóng to lên này. Nó sẽ lấy cái tâm, cái điểm này này, cái điểm của con trỏ này làm tâm nhé, sau đó phóng to này, phóng to. Được chưa? Em di chuyển cái... Được chưa? Anh thử di chuyển đấy. Còn không thì dùng lệnh thì giữ an này, V scroll lên xuống, giữ an V scroll lên xuống này, là tương tự cái feedback đó này. Được chưa? Chạy từng frame thì ở bên này này, ở cái lệnh preview này, nó có cái nút cạnh cái nút play này, make frame này, đó chạy này, đó. Được chưa? Có chạy được bằng phím không anh? Phím tắt à? Đúng rồi. Tắt thì phải đặt phím tắt. Chẳng nhớ phím tắt nó là cái gì? Đây mình không tìm ra là phím tắt nó là gì nhá. Oh.
tắt sẽ thành phơi lên. Phím tắt của nó. Control và đi sang bên phải. Control này. Đây này, control và đi sang bên phải. Ừ luôn. Đây, control đi sang bên phải này. Nét được phần được. Cho tới đây kia thì phải sang. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì ở đây nút sang nó tương đương với việc là thay đổi position. Nên thực ra là nếu mà mình ấn nút sang bên phải là nó thay đổi vị trí của nó, vị trí của cái file mà mình đang chọn. Được. Đây là mình đang chọn. Control bên tay phải. Ít tắt vào thủ tính luôn. Quan là hỏi mua. Người về nhớ làm bài tập nhé. Mới nhớ được cái bài này. Anh về là phải làm bài tập nhé. Xem lại video nhé. Không thì đến bài sau lại quên á. Càng về sau nó càng khó. Anh cũng về á luôn cả cái bài lên á. À, nào anh nắm của anh nữa. Anh em về trước. Up bài. Cảm ơn.